Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép sinh ngày 18 tháng 10 năm 1976. Kim Tiểu Long là con trai út trong một gia đình có 7 anh chị em. Cha anh, tuy là một nông dân ở Vĩnh Long nhưng lại là người ham mê đờn ca tài tử. Suốt thời trẻ, những khi nông nhàn, ông sách đờn đi khắp nơi, con cái sinh ra ít khi có mặt ông ở nhà. Mẹ anh lấy thế làm buồn nên đến đứa con thứ năm, không đợi ông về được bà bực mình đặt tên con gái là đào đến khi kim tiểu long ra đời bà khai sinh luôn là kép trương hoàng kép rồi đến cô em gái út của kép bà lại đặt là đào em khi kép đến tuổi đi học người cha thôi không đi nữa ban ngày ra đồng ban đêm ông ôm đờn hát cho các con nghe Chính tiếng đờn của cha đã làm cho cậu con trai út say mê cải lương khiến không một tuồng thích nào trong radio mà cậu không thuộc. Thế nhưng, ước mơ nghề nghiệp của kép khi lớn lên không phải là làm kép hát mà làm thầy giáo. Đối với một cậu bé nông thôn ngày ngày phải lội ruộng hơn ba cây số mới đến trường thì thầy cô chính là hình ảnh cao đẹp nhất để vươn tới. Kim Tiểu Long bật mí cơ duyên đến con đường cải lương may mắn nhận được sự nâng đỡ từ các đàn anh và lý do lấy nghệ danh đầy bất ngờ ngoài lĩnh vực cải lương anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim người hát rong hậu hoa hậu tiếng dương cầm trong mưa sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn nam nghệ sĩ quyết định sang mỹ định cư về nguyên do lâu nay kim tiểu long hiếm xuất hiện trước công chúng nam nghệ sĩ chia sẻ hiện tại anh đã là người đàn ông của gia đình nên phải dành thời gian tâm sức để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ là người con miền tây kim tiểu long sớm tiếp xúc với cải lương thừa hưởng máu nghệ thuật từ cha và anh trai châu tuấn bước ngoặt cuộc đời là khi anh được ba dẫn đi thăm anh trai và bị bỏ lại đoàn cải lương lang hà nha trang cũng từ đó khán giả đã biết đến một giọng ca trẻ tài năng lúc tôi học cấp 2, ba bắt tôi nghỉ học để đi gặp anh châu tuấn mà lúc về thì ba đi mất tiêu không nói không rằng để tôi ở lại đoàn hát một ngày sau tôi được lên sân khấu làm quân sĩ từ đó ăn cơm tổ nghiệp dần dần được đưa lên hát kép luôn tôi tên thật là trương hoàng kép anh châu tuấn mới đặt nghệ danh là châu kép một thời gian sau thì đổi thành châu kiệt thế nhưng dưới tỉnh có nhiều nghệ sĩ lấy tên này quá có lần tôi bị nhận nhầm dân giang hồ cầm dao tìm đến tận đoàn. May mà lần đó thoát được, tôi sợ quá nên đổi thành tiểu long. Thời đó tôi cũng thần tượng anh Kim Tử Long lắm. Tưởng chừng sự nghiệp khởi sắc nhưng nào ngờ, chẳng ai mời nam nghệ sĩ dù đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Cải Lương Phượng Hoàng. Anh kể, tôi ở nhà chờ người ta mời đi đóng mà chẳng thấy ai. Mãi đến một ngày anh Phượng Hoàng gọi lên lấy tùng về học, Ngày hôm đó trời mưa tầm tã nhưng mưa gió cỡ nào tôi cũng chạy đi ngay. Mừng đến nỗi mà chạy xe không thắng còn vượt đèn đỏ. Thế là tôi đụng phải một cô đi xe đạp mà xe người ta gãy làm đôi luôn. Vét hết trong túi mới được 30.000 để cô ấy cầm tạm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại